Các huấn luyện viên muốn trải nghiệm ngay hai mùa thẻ hoàn toàn mới, Nostalgia và Unsung Player với những Torres, Vidic hay Park Ji-sung. Tham gia ngay Nostalgia Moment từ 12 tháng 5 đến 22 tháng 5 để cùng sống lại những khoảnh khắc huy hoàng gắn liền với tên tuổi của các danh thủ một thời và 100% trải nghiệm họ hoàn toàn miễn phí. Tại sự kiện đầu tiên, huấn luyện viên sẽ sử dụng chiếc máy ảnh thần kỳ để bắt lấy những phần quà cùng các mảnh ghép khoảnh khắc đang tồn tại trong thế giới FIFA 24. Mỗi ngày chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tại trang sự kiện, các huấn luyện viên sẽ thu thập được các lượt chụp quà. Với mỗi lượt chụp quà, bạn sẽ nhận được một phần quà ngẫu nhiên cùng với một mảnh ghép khoảnh khắc đến từ máy ảnh thần kỳ. Tiếp theo, tại sự kiện ghép khoảnh khắc săn thần tượng, khi thu thập đủ số mảnh ghép của cầu thủ bất kỳ, các huấn luyện viên có thể tiến hành ghép ngay khoảnh khắc huy hoàng của cầu thủ đó và trải nghiệm họ thông qua các gói chơi thử. Đặc biệt, các huấn luyện viên sẽ chắc chắn trải nghiệm miễn phí hai mùa thẻ mới Nostalgia và Unsung Player khi tham gia sự kiện. Giờ đây, việc sở hữu những Torres, Vidic hay Park Ji-sung sẽ không còn xa vời, đúng không nào? Cuối cùng, tại sự kiện tích lũy mảnh ghép khoảnh khắc, huấn luyện viên còn có thể tích lũy mảnh ghép để đổi lấy những phần quà hấp dẫn. Số mảnh càng nhiều, quà nhận được càng đã. Đặc biệt, trải nghiệm ngay những huyền thoại giá trị bậc nhất FIFA 24 với gói cầu thủ Icon cho mượn ở mốc tích lũy đầu tiên, giúp anh em có quyết định đúng đắn trước khi chiêu mộ về đội hình. Tham gia ngay Nostalgia Moment ghép khoảnh khắc huy hoàng săn thần tượng tuổi thơ tại ntg.l4.garena.vn từ 12 tháng 5 đến 22 tháng 5 năm 2021 để cùng trở về với những ký ức không thể quên và nhận hàng ngàn phần quà miễn phí.